Chiều suốt hôm nay là ngâm 32. Rồi chứ bọn em đi làm suốt đây thời gian đâu mà đánh lô đề. Đánh vui thôi, đam mê của Thỉnh món đấy là thoảng chịu bán nhà. gọi là ấy thì đánh 50-100 nghìn con đề. Thỉnh thoảng nữa anh, có phải ngày nào cũng đánh đâu. Tháng anh đánh lần mình chia tần suất thế. Còn thỉnh thoảng đánh là tự khó xóa dấu vết đi nhé. Cho nó lô đề thì nhiều không. thằng nó thích đánh nô, mình nó thích đánh nô như nào ấy. Hay là chỉ một phát một là đề luôn, ba càng hoặc là đánh bốn càng rồi. Thực ra là nay năm rừng là phán rồi, hôm 32 hôm nay về cả đề cả lô đấy. Đó thôi anh ạ. 32 hả anh? Tôi đánh năm chục. Chiều chiều. Xe kia đến kia nó phải. Nó cấm biển cấm ở trên kia kìa. Xe kia phải đến kia mà phải. Rồi kia trên này. Đáng ra ở trên đầu trên kia là phải rẽ phải. Nhưng hôm nay ông cắm thẳng. Khả năng hôm nay này con 86 cái cũng ra. Nhưng mà đánh nốt. Đề chứ. 32 tuổi đánh 5 tuổi đánh 50 đến ngô 21 biệt cấm này. Này này sâu với ốc nhà em, vừa lại em đẩy 24 độ rồi em giảm xuống 20 cái con này giờ mà bán nước thì chắc là hơn 800. Tầm trăm đi con này hay hơn chứ. Bây giờ đi con này hay hơn con nắc SA rồi đấy. Rõ ràng. Tôi chả hiểu cái bọn khí gió ở đâu. Cái này là phải thôi chứ. Toàn cái bọn moi thông tin lừa đảo. À, 5 cộng 2. Con này hơn 800 thì mua VF9 được. Có thêm hình chỉnh mua lướt khoảng tỷ. VF9 bao nhiêu anh? VF9 mua lướt đi, lướt người ta bán đấy anh, khoảng tỷ. VF9 có 5 cộng 2 à? 7 chỗ luôn anh. 7 chỗ luôn à? Đó. Cái to lắm. Dài hơn này một tí. Đại loại nhìn như con Kali Va Gia. Nhưng nó đẹp hơn Kali Va nhiều chứ. VF9 VF9 nó có 4 bản cơ. Bản này Eco và lướt này, ghế bình thường này. Xong bắt đầu này bản này Eco ghế cơ trưởng.